vào nước thì tắm nhưng mà có báo hiệu là có người đâu, bất kể là dù có hai vợ chồng nhỉ. Cứ đóng sâu vào. Cứ để bà Trâm về rồi thấy mất hút là gói vào. Anh Phương một rồi làm như làm hộ mà ăn phải như ăn cỗi đây. Vào đâu ấy đây. Điện khoan cửa. Anh không điện chứ. Làm gì ai điện đâu.